Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài bản tin đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, nghệ sĩ lão thành Văn Trung vừa từ trần. Nghệ sĩ Văn Trung, tên thật là Quách Văn Trung, sinh ngày 21 tháng 9 năm 1927 tại Sài Gòn, đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ đêm ngày 22 tháng 1 năm 2018 tại bệnh viện UCI California, hưởng thọ 91 tuổi. Nghệ sĩ Văn Trung đã nhập viện nhiều ngày qua do căn bệnh tim khiến ông khó thở. Nghệ sĩ Ngọc Đán cho biết cách đây hơn 10 năm, ông đã phải đặt máy trợ tim trong lồng ngực và căn bệnh này đã khiến ông khó di chuyển và nhất là khi đi lưu diễn xa. Khi gia đình đưa vào cấp cứu thì ông vẫn còn tỉnh táo, dù đang thở oxy nhưng ông vẫn nhận biết khi chúng tôi vào thăm. Sự ra đi của ông là điều mất mát rất lớn đối với sân khấu cải lương tại hải ngoại. Nghệ sĩ Ngọc Đán đã cho biết như vậy, là kép hát với giọng hát rất mùi, từng có trên 60 năm gắn bó với sân khấu, nghệ sĩ Văn Trung được xem là một trong những nghệ sĩ hài tiên phong của sân khấu cải lương. Ông đã chuyển sang diễn hài sau này và đã trở thành danh hài trên sân khấu cải lương với giọng cười đặc trưng rất độc đáo, chuyên thể hiện các tính cách hám của ngọt, ngang tàng, hống hách trong các vở cải lương nổi tiếng. Thưa quý vị, California giải tỏa khu vực lớn tập trung nhiều người vô gia cư. Các giới chức ở miền Nam California đã đưa ra thông báo với những người vô gia cư trong một khu trại dài 2 dặm là một con đường mòn đã bị đóng cửa trong nhiều năm, được gọi là nhà của những người vô gia cư. Các sĩ quan cảnh sát quận Cam đã thông báo cho những người vô gia cư rằng nhân viên quận sẽ thu gom rác, cất giữ đồ đạc cá nhân của họ và cung cấp phương tiện để họ di chuyển đến những nơi trú ẩn mới trong khu vực. Việc làm này của chính quyền địa phương diễn ra khi tình trạng vô gia cư tăng mạnh tại các thành phố ở phía Tây của tiểu bang do chi phí nhà đã tăng cao, khủng hoảng trong tình trạng ma túy và nhu cầu về dịch vụ sức khỏe cũng là một yếu tố. Cư dân sống gần khu trại của người vô gia cư từ lâu đã yêu cầu quận phía nam của Los Angeles giải tán khu trại nhằm khôi phục lại con đường để chạy bộ và đạp xe. Họ đã phàn nàn về việc những người vô gia cư làm ảnh hưởng đến khu phố yên tĩnh và các cáo buộc ăn cắp. Sĩ quan Don Burns cho biết, chính quyền hy vọng những người vô gia cư sẽ tự nguyện di chuyển và tránh việc bị bắt giữ. Trong khi đó, Brooke Weisman là một luật sư binh vực cho người vô gia cư thì nói rằng chỉ có 100 chỗ ở cho những nơi trú ẩn là không đủ để đáp ứng cho tất cả những người vô gia cư và lo ngại tình trạng của những người vô gia cư sẽ tràn vào các đường phố khi bị đẩy ra khỏi khu trại. Tin từ Alaska, một trận động đất lớn đo được ở mức 7.9 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi đảo Kodiak Island ở Alaska vào sáng sớm ngày thứ Ba 23 tháng 1 năm 2018, khiến có báo động sóng thần ở một khu vực rộng lớn gồm cả ở tiểu bang Washington, Oregon và vùng San Francisco Bay Area, khiến nhiều cư dân phải di tản sâu vào đất liền trước khi báo động được hủy bỏ sau đó. Các giới chức tại Trung tâm Sóng thần Quốc gia quyết định hủy bỏ lệnh báo động sau mấy giờ đồng hồ căng thẳng do không thấy sóng lớn ở các khu cư dân sống ven biển tại Alaska. Văn phòng Bộ Nội an và Điều hành Thiên tai ở Alaska cho hay không nhận được báo cáo thiệt hại nào. Động đất xảy ra khoảng nửa tiếng sau nửa đêm thứ Hai sáng ngày thứ Ba và được ghi nhận ở nơi cách đảo Kodiak Island trong vịnh Alaska, chừng 170 dặm ở phía đông nam. Đảo này nằm cách Anchorage, thành phố lớn nhất của Alaska, chừng 20 dặm về phía tây nam. Tình hình phòng chống sóng thần được hủy bỏ ở Washington, Oregon, California và Hawaii. Các giới chức ở Nhật cũng cho hay không có đe dọa sóng thần ở quốc gia này. Thành phố Kodiak dự trù sẽ thấy đợt sóng thần đầu tiên khoảng 1 giờ sau động đất. Tuy nhiên, 90 phút sau đó, không có báo động gì cả. Trung úy Tim Pooney thuộc Sở Cảnh sát Kodiak nói rằng ông đã ở nơi này khoảng 19 năm và đây là trận động đất lớn nhất ông chưa từng thấy. Ông ước tính động đất kéo dài khoảng 30 giây. Tin từ Oklahoma, 5 người chưa được tìm thấy trong vụ nổ giàn khoan ở Oklahoma. Có 5 người chưa được tìm thấy trong một vụ nổ tại các giàn khoan ở Oklahoma. Các giàn khoan ở Quinton, cách 100 dặm về phía đông nam, Tulsa, đã phát nổ vào khoảng 9 giờ sáng khi đang có khoảng 20 người đang làm việc ở đó. Các trực thăng y tế đã được điều động để giải cứu các nạn nhân của vụ nổ. Đã có 17 người được tìm thấy và nhận được sự chăm sóc y tế.
Trong khi đó, vẫn còn 5 người đang mất tích. Giám đốc cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp quận Bisbols là Kevin Anglo cho biết các nhân viên cứu hỏa đã dập tắt các đám cháy nhỏ, nhưng các đám cháy lớn nhất vẫn đang diễn ra. Chưa có trường hợp thiệt mạng nào trong vụ nổ được xác nhận ngay lập tức. Các giàn khoan dầu khí được điều hành bởi Red Mountain Energy có trụ sở tại thành phố Oklahoma. Nguyên nhân gây ra vụ nổ vẫn đang được điều tra. Thưa quý vị, một người tài xế Uber người Mexico bị cáo buộc cưỡng hiếp và cướp tài sản. Một tài xế Uber sống ở California bất hợp pháp đã bị cáo buộc tội cưỡng hiếp, tấn công và cướp của ít nhất 4 người phụ nữ. Alfonso Alarcón, 39 tuổi, phải đối mặt với 10 cáo buộc hình sự, bao gồm cưỡng hiếp, hãm hiếp một nạn nhân trong lúc say rượu, quan hệ bằng miệng đối với nạn nhân say rượu và trộm cắp. Alarcón đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc và đang bị giam giữ với số tiền bảo lãnh lên đến 1.4 triệu đô la. Các công tố viên cho biết, Alarcón đã nhắm mục tiêu là những phụ nữ đang trên đường về nhà. Sau khi những người phụ nữ lên xe, thì y đã tấn công họ và lấy cắp tài sản, bao gồm điện thoại di động và trang sức. Các nhà chức trách nói rằng Alarcón sẽ lấy tiền từ các hành khách thông qua ứng dụng Venmo để che giấu danh tính và hồ sơ của Uber. Các công tố viên nói rằng Alarcón đã sử dụng bí danh là Bruno Dias và tên người dùng trên ứng dụng Venmo của anh ta là Bruce Beck. Các vụ tấn công của anh ta được thực hiện ở St. Louis, một thành phố có khoảng 45.000 cư dân với phần lớn là những sinh viên đại học. Các thám tử đang tìm kiếm thêm nhân chứng và xác định xem còn có thêm nạn nhân nào hay không. Quý vị vừa theo dõi một vài bản tin vắn trong ngày. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.